À, đây người ta bày con gì đây nha, chỗ đồng bào người ta bày con gì đây nha. Vâng, chào các bạn, xin các bạn quay trở lại với cái video của tôi, đó là chuỗi video khám phá rừng trúc của đồng bào. Vâng, còn cái đoạn video này tôi sẽ ghi lại hình ảnh của mình, ít nhất là tôi cũng muốn giữ lại kỷ niệm là tôi đã được đến cái rừng trúc của đồng bào đây 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 chứ. À, rồi tôi sẽ kiếm một cái đoạn là tìm cái đoạn nào bằng bằng để đặt máy quay kỷ niệm một thời để nhớ. Rồi đây có mỏm đá đây. Đấy, ngắm ngay quang cảnh cái trúc lần đấy. Ui, ở ngoài đường nhìn vào nhìn nó khóm nho nhỏ thôi, nghĩ là không có nhiều trúc như vậy, nhưng mà vào đến đây đúng thật là rộng mênh mông bàn ngàn. Đây này. Ở phía bên kia xa xa là đường nhà dân, nhưng mà cũng rất là rộng, nhìn không có lọt được. Nhìn thưa vậy thôi nhưng mà đấy ạ. Rừng trúc cây nào cây thẳng tắp. Rồi tôi sẽ đặt video ở đây. Xem này. Đây là đường vòng. Đặt cái máy. Đoạn này ghi lại tôi chút đỉnh nè. Đó, em có thấy đất không? Thấy nền đất không? Và muối đốt. Ơi. Rồi tôi sẽ quay sang phía bên này thôi. Chào nhé. Nay là bao nhiêu? Tầm 16, 17, 11. 16 tháng 11. Tôi có mặt tại địa điểm là xã Xuân Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Lâm Đồng. Kỷ niệm là ngày vào rừng trúc. Một mình thôi, không có ai cả. Rừng trúc này đẹp quá. Từ ngoài đường nhìn vào thì rất là nhỏ nhỏ, nhưng mà vào đến đây thì mình thấy đấy, bàn ngàn các bạn. Quanh đây không đi hết được đâu. Rồi, cầm máy quay đây chắc là đi về thôi. Đây nhá. Tôi với rừng trúc nơi đây nhá. Chút nữa muối nhiều quá.
cây này chắc phải mấy chục đấy các bạn.